chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình An ninh trật tự hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Mở đầu chương trình là phần tin an ninh trật tự. Cuối chương trình là các phóng sự. Chuyện 9 người ở xã Ea Đờ Rông mắc mưu kẻ xấu phun rô. Nhanh chóng làm rõ vụ đâm người cướp táo tợn giữa trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Bây giờ, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Trong tháng 7 năm 2018, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phát hiện xử lý 49 vụ việc vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế và môi trường. Được nhân dân và các cơ quan báo chí phản ánh tin báo, các cơ quan chức năng phối hợp, trong tháng 7 năm 2018, lực lượng cảnh sát kinh tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và xử lý 10 vụ việc với 11 đối tượng có hành vi vi phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ. Ít hơn một vụ việc so với tháng trước. Nổi lên là vi phạm các quy định về khai thác vận chuyển lâm sản khoáng sản trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại. Trong đó, lực lượng cảnh sát kinh tế đã xử phạt vi phạm hành chính 3 vụ việc, chuyển cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền 2 vụ việc. Trên lĩnh vực bảo vệ môi trường, cảnh sát môi trường các cấp đã phối hợp với lực lượng chức năng các cấp kiểm tra, phát hiện, xử lý 39 vụ việc với 32 tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, nhiều hơn 16 vụ việc so với tháng 6 năm 2018. Nổi lên là các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong đó, đã xử lý hành chính 14 vụ việc, chuyển các cơ quan khác xử lý theo thẩm quyền 9 vụ việc. Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tỉnh Đắk Lắk có trên 770 công trình thủy lợi. Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng đánh giá hiện có 63 công trình đang hư hỏng. Trong đó, có nhiều công trình hồ đập đang xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. Đây là công trình hồ thủy lợi Đăng Cang, thuộc huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, bị xuống cấp sau mùa mưa lũ năm 2015. Nhưng đến nay, công trình này vẫn chưa được tu sửa kiên cố, mà chỉ khắc phục tạm thời. Mái thượng của công trình này dù đã được gia cố bằng bê tông, nhưng đã xuống cấp, còn mái hạ thì bị sói lở nhiều đoạn. Một phần tường đã bị hư hỏng và được gia cố bằng rọ đá. Cầu qua tràn cũng đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ 2018. Năm 2017, cũng có hiện tượng thấm lại, thì chi nhánh cũng đã báo cáo công ty và công ty cho chủ trương, thì chi nhánh cũng đã khắc phục là cái phần thẩm thấu đó. Để đảm bảo an toàn công trình thì phải đề nghị cấp trên có phương án nào để nâng cấp sửa chữa cái đập này lại. Công trình dân căng thượng mà mất an toàn thì nó sẽ kéo theo là công trình dân căng hạ cũng mất an toàn luôn. Đó. Tiếp theo đó là nó đưa về vùng hạ lưu thì nó cũng ảnh hưởng tới cái cây trồng của bà con. Trong số 63 công trình hồ thủy lợi đang hư hỏng, có những công trình xuống cấp nghiêm trọng do đã xây dựng từ 20 năm trở lên, chưa được tu sửa kiên cố. Trong khi đó, hàng năm, nguồn vốn bố trí cho việc tu sửa, nạo vét, phát dọn, nâng cấp công trình lại quá thấp. Còn một nguyên nhân nữa là do việc giám sát chất lượng thiết kế, thi công và quản lý kỹ thuật nhiều công trình lâu nay còn lơi lỏng, dẫn đến tình trạng nhiều công trình thủy lợi, hồ chứa bị xuống cấp nhanh. Có khoảng 70 công trình là hư hỏng mà xuống cấp. Hầu hết các công trình được hư hỏng xuống cấp là được xây dựng từ rất lâu qua nhiều đơn vị quản lý từ các địa phương, các nông lâm trường. Thì mức độ ảnh hưởng hư hỏng xuống cấp thì có một số công trình là xuống cấp nghiêm trọng. Cái nguồn cấp bù thủy lợi phí thì chúng tôi trích ra khoảng 25%, đối với công ty chúng tôi thì khoảng 18 tỷ một năm. Và cái nguồn này để đầu tư sửa chữa nâng cấp cho hơn 300 công trình thì không được bao nhiêu. Cho nên chính vì vậy chúng tôi chỉ tập trung sửa chữa những công trình có hỏng lớn. Và hiện nay thì các cái dự án của VKB ADB cũng đã hỗ trợ chúng tôi để nâng cấp sửa chữa một số hỏng một công trình. Và hiện nay thì bằng cái nguồn hỗ trợ của Trung ương từ Cục Văn hóa thì chúng tôi cũng đang tập trung để khắc phục những cái sự cố, những cái hư hỏng. Tình trạng nhiều công trình hồ thủy lợi xuống cấp
không đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ đang đặt ra cho các huyện, các xã, các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cần tăng cường thường xuyên hơn nữa việc kiểm tra, xử lý, phòng ngừa những nguy cơ sự cố xấu xảy ra, như dừng tích nước đối với các công trình, hồ thủy lợi đang hư hỏng nặng, huy động nhân lực, phương tiện để ra quân tu bổ, sửa chữa, nạo vét, phát dọn các lòng hồ, hệ thống cây mương dẫn nước để vừa đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ, vừa tích nước đủ phục vụ cho canh tác, cây trồng trong mùa khô. Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tại xã Ea Rông, thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2016 đến năm 2018, trong lúc mọi người đang yên ổn chăm lo làm ăn, thì ngược lại có 8 người do nhẹ dạ cả tin, mắc mưu nghe theo lời xúi dục của các đối tượng phản động phun rô lưu vong đi làm những việc xấu có hại cho buôn làng. Hôm nay, đồng bào ở một số buôn trong xã Ea Rông, thị xã Buôn Hồ tạm gác lại chuyện ruộng rẫy để đến nhà cộng đồng buôn Hờ Né, xã Ea Rông dự buổi họp kiểm điểm 8 người vi phạm. Đó là Yvai Nie, Yung Nie, Yken Nie, Ymen Kareng, Yim Mờ Lô, Yhem Nie Cờ Đâm, Ytít Cờ Sơ và Yngọc Mờ Lô ở các buôn trong xã Ea Rông. Đến tận nơi dự họp và được nghe chính những người này thú nhận, mọi người trong xã Ea Rông mới hiểu rõ hơn về những lỗi lầm sai trái của họ. Từ năm 2016, do nghe theo lời xúi dục của Y Dương Mờ Lô, cũng là người ở trong xã Ea Rông này, nên 8 người đã lén lút đi thu thập những thông tin, tình hình ở các buôn làng về báo cáo cho Y Dương Mờ Lô. Sau đó, Y Dương bịa đặt xuyên tạc thêm, rồi điện thoại gửi những thông tin sai trái đó ra nước ngoài cho Imut Mờ Lô, là một đối tượng phun rô lưu vong phản động đang ở Mỹ. Riêng Y Dương Mờ Lô sau đó nghe đối tượng Imut Mờ Lô xúi dục đã vượt biên sang Campuchia với ảo tưởng sẽ được đưa đi nước thứ ba sống giàu sang sung sướng. Sau hơn 2 năm lưu lạc, cơ cực bên xứ người, anh Y Dương Mờ Lô may mắn được cơ quan chức năng của Campuchia đưa trả về lại Việt Nam. Những cái lời mà kẻ thù ở bên ngoài nó tuyên truyền, lôi kéo, dụ dỗ bà con, tôi đã từng nghe và đã từng theo và làm theo những cái lời mà họ dặn dò, mà cuối cùng thì mình không được cái gì. Cho nên bà con đừng cứ nghe theo, đừng cứ tin những cái lời mà kẻ địch bên ngoài điện thoại về hoặc là tuyên truyền hoặc là dụ dỗ bà con theo cái lời phản động của họ, thì bà con hãy suy nghĩ cho kỹ cái đúng và cái sai, đó là sai trái về pháp luật nhà nước. Theo Ma Thoa đã từng thấy, những mục đích của họ nói là muốn thành lập một cái nhà nước đi ra độc lập, nhưng thực tế cái đó chỉ là họ lừa phỉnh bà con mình thôi. Họ tìm cái cách chống phá cái nhà nước Việt Nam mình thôi. Họ một phần đưa ra một cái lời để mà mình làm theo, khuyên cho mình khuyên góp tiền, mua các điện thoại để mà liên lạc với họ ở bên ngoài. Cuối cùng tiền thì mình mất, mình không được hưởng cái gì. Tại buổi họp dân, các xã làng trưởng buôn cùng cán bộ các cấp đã tuyên truyền, giải thích và rõ những âm mưu chia rẽ phá hoại thâm độc của các đối tượng phản động phun rô lưu vong để cho 8 người này nhận ra những lầm lạc sai trái của mình. Vừa rồi như vậy là 8-9 đối tượng là vi phạm là lỡ được lỡ lầm là đi làm ba cái việc là trong phá cách mạng, trong phá chính quyền địa phương, cũng là ảnh hưởng đến cái sự yên tâm của bà con lao động sản xuất. Việc là việc sai. Đấy, việc sai này không phải từ việc sai này, tức là đối với nhân dân và địa phương xã là người ta không đồng tình. Đấy, cho nên là cái việc này người ta luôn luôn là dặn dò cảm hóa họ để hòa nhập với cộng đồng, với buôn làng, lao động sản xuất, yên tâm cuộc sống để góp phần xóa đói giảm nghèo địa phương. Nhưng mà một số người là hiện nay như vậy nhẹ dạ cả tin, theo tôi một số đối tượng là vi phạm như vậy là không phải là nhẹ dạ cả tin, đây là một cố tình là nghe những bọn phản động ở nước ngoài. Tôi thì bản thân là người uy tín trong buôn làng, tôi thực tế đã chứng kiến, tôi đi Mỹ rồi. Tôi đi Mỹ thấy cái hoàn cảnh đó, cái số đó không có. Cho nên là một số người ta theo như vậy là một số lừa đảo để trong phá cách mạng, chúng chia rẽ khối đoàn kết dân tộc thôi. Cái việc này là chúng tôi là luôn luôn là khẳng định là việc này là việc sai. Còn tất cả bà con không đồng tình việc này.
từ nay trở đi nhà chúng tôi là người đại diện cho người uy tín trong xã đồng á, là có trách nhiệm giáo dục họ, ngăn chặn họ, là không phải là những người đã lầm lỡ mà còn một số người thanh niên bà con ở trong buôn làng là nghệ cả cá tin ấy, là chúng tôi tiếp tục là phát động quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, trực tiếp đến nhà họ lầm lỡ để là góp giúp đỡ họ là ra đồng sản xuất. Là số đối tượng này là nhiều năm là chúng tôi đã giáo dục thường xuyên rồi, số đối tượng này là vẫn cố tình làm ba cái việc đó, cho nên hôm nay kiểm điểm họ rất là thích đáng. Đây là một việc sai làm sai. Những cái buôn làng mà chưa biết được là âm mưu của Phro ở bên ngoài thì từ nay trở đi bà con phải nhận thức được, đừng có nghe theo như mà Thoa đã từng nghe theo, đã mất 2 năm đi Campuchia là cuối cùng con cái không được học hành và kinh tế gia đình thì mất hết. Trong 2 năm sống ở Campuchia thì không có đủ gạo ăn, không có đủ điều kiện sinh hoạt như ở trong buôn làng. Ở đó mình đi làm thuê cho họ, có lúc thì họ trả đủ tiền công, có lúc thì mình bị lừa, không có một đồng xu nào về mua gạo, mua sữa cho con. Trong Campuchia thì khác với ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì mình muốn nghỉ thì mình nghỉ, không muốn đi làm thì mình ở nhà, nhưng rất khác xa so với ở Campuchia. Xung quanh nơi ở thì bị người ta canh gác, không được ra ngoài. Cho đến nay, những đối tượng phản động phun rô lưu vong và các thế lực thù địch ở bên ngoài qua mạng Internet và điện thoại di động vẫn lén lút móc nối với các đối tượng xấu bên trong để tung tin tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá đảng nhà nước ta, âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, phá rối an ninh chính trị. Bởi vậy, qua những chuyện buồn đã xảy ra ở xã Ea Rông, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, đồng bào ở các buôn làng Tây Nguyên cần nâng cao cảnh giác để cùng cán bộ các cấp vô hiệu hóa, phòng chống những âm mưu phá rối, góp phần bảo vệ sự bình yên cho các buôn làng Tây Nguyên. Chính người này đã nhận ra những lần nào. Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, ngay ở khu vực này đường Ngô Quyền giữa trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, vừa qua đã xảy ra một vụ cướp táo tợn. Đối tượng đã dùng dao đâm một nữ nhân viên bán hàng trong shop quần áo. Sau một ngày đêm tích cực điều tra, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã truy tìm được hai đối tượng đưa về xử lý và làm rõ vụ án này. Vụ việc xảy ra tại shop quần áo ở số 90, đường Ngô Quyền, thành phố Buôn Ma Thuột. Vào khoảng 19 giờ 30 tối ngày 3 tháng 8, nạn nhân bị đối tượng bất ngờ đâm là chị Đặng Thị Thùy Trang, nhân viên bán hàng trong shop. Theo hình ảnh từ camera an ninh trong shop này ghi lại được, lúc chị Trang đang bán hàng thì có một đôi nam nữ vào hỏi mua quần áo trẻ em. Trong lúc chị Trang đang đứng quay mặt tư vấn cho cô gái thì bất ngờ nam thanh niên từ phía sau lao tới bịt miệng, dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ và ngực chị. Chị Trang tìm cách chống cự, chạy ra ngoài kêu cứu, nhưng người này tiếp tục ôm lại, dùng dao đâm loạn xạ vào người chị. Trong sự nỗ lực hết mình, chị Trang đã vùng chạy thoát ra ngoài và được mọi người đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương ở vùng ngực, đứt gân ở cổ tay. Còn đôi nam nữ kia cũng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Được các y bác sĩ cứu chữa, đến sáng hôm sau, khi đã dần hồi phục vết thương, nhưng chị Trang vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại. Lúc mà tầm khoảng 4 giờ là anh đó có vô một lần, anh đó hỏi là em có bán đồ cho bé 3 tuổi 18kg không? Xong rồi em mới bảo kêu là dạ có. Thế xong rồi ảnh lượn một vòng trong shop, xong rồi ảnh đi ra. Ảnh kêu là bây giờ con bé anh nó đang học ở bên trường bên kia, tầm cỡ 4:30 hay là 5 giờ gì đó, anh bé nó qua thử luôn. Xong đến khoảng thời gian đó là 6:30 thì anh đó với lại một chị nữa vào hỏi đồ này đồ kia, thì em cũng tới em tư vấn. Xong tầm đến cỡ 7 giờ hơn, anh đó ở đằng sau cầm con dao bịt miệng em, đâm tới tấp vô ngực em luôn. Xong lúc đó em hất ảnh ra là ảnh đã cứa một đường vào tay em là sâu rồi. Là em hất ảnh ra rồi em chạy ra khỏi shop. Từ những hình ảnh do camera an ninh trong shop quần áo ghi lại được, cùng với lời khai của bị hại và những thông tin, vật dụng dấu vết thu giữ tổng hợp phân tích ở hiện trường, sau một ngày đêm tích cực điều tra,
cán bộ chiến sĩ đội điều tra tổng hợp cùng đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột đã làm rõ được hai đối tượng gây ra vụ cướp. Sau khi sự việc xảy ra thì có một số người đăng hình ảnh lên và đoạn video clip lên Facebook và nhờ cộng đồng mạng để tìm cái đối tượng gây án. Sau khi mà sự việc xảy ra thì dư luận xã hội nó rất lớn, nên lãnh đạo công an thành phố cùng cán bộ chiến sĩ cơ quan cảnh sát điều tra đã rất tích cực và quyết tâm để tìm ra được đối tượng gây án nhằm giữ gìn an ninh trật tự. Quá trình mà khi xảy ra sự việc thì tất cả các cán bộ chiến sĩ đã làm xuyên đêm để xác minh làm rõ được cái đối tượng gây án. Quá ra soát xác minh các đối tượng thì đã xác định được nhân thân lai lịch của đối tượng, thì qua đó là đã đi ở Nha Trang, Khánh Hòa để xác minh cái đối tượng, sau đó vận động gia đình đưa đối tượng lên đầu thú, từ đó là làm rõ cái hành vi của các đối tượng. Cả hai đối tượng gây ra vụ cướp đã được tổ phá án của công an thành phố Buôn Ma Thuột truy tìm đến thành phố Nha Trang, phối hợp cùng với gia đình vận động đưa về trụ sở tiếp tục làm rõ. Đối tượng nam cầm dao đâm nữ nhân viên bán hàng, đó là Phạm Minh Kiên, 17 tuổi, ở phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột. Còn đối tượng nữ đi cùng, dàn cảnh mua quần áo để gây ra vụ cướp là Ngô Thị Huyền Phương, 22 tuổi, ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Do gia đình hai bên cấm cản nên là hai đứa phải bỏ đi, xong thiếu tiền nhiều cái và hai đứa suy nghĩ một cách bồng bột. Tại vì tiền bạc của hai đứa lúc đấy cũng cạn kiệt rồi, nên là cháu không biết phải làm như nào, mà muốn xin mẹ hay xin gì thì cháu lại sợ gia đình biết rồi phát hiện được cháu ở đâu, nên là cháu đã nảy sinh ra cái tình trạng như thế. Trước đó 2 ngày thì cháu đã mua con dao tại siêu thị. Cháu đã mua con dao để phòng thân. Thì tối hôm đấy, bắt đầu từ 6 giờ, cháu và bạn này đi vào tiệm để kiểm tra, thử xem là bên đấy có người đông hay không. Rồi sau đấy cháu vào trước, bạn vào sau. Cháu vào cháu để ba lô xuống dưới ở bên kia và hỏi thăm chị như nào để tạo lòng tin. Mới đầu cháu và bạn ấy vẫn bình thường, chỉ để cảnh giác thôi. Rồi bạn đánh lạc hướng tầm 7 giờ 30 thì cháu thấy ổn, thì cháu bắt đầu tiếp cận chị chủ cửa hàng bằng con dao và tiếp cận từ sau lưng. Dùng tay trái để bịt miệng chị đấy lại và dùng tay phải để đâm liên tục vào người chị ấy. Sau đấy thì hai đứa chạy về và thay đồ vứt đi. Rồi sau đấy cháu xuống nhà dì cháu và xin tiền lại. Và lúc đấy chưa nói gì hết, cháu chưa lấy được cái gì đâu ạ. Những hình ảnh về vụ cướp táo tợn này ngay sau đó được đưa lên mạng và mọi người rất lo lắng, quan tâm, chờ đợi. Nên khi biết tin, cán bộ chiến sĩ đội điều tra tổng hợp cùng đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột tích cực nhanh chóng khám phá làm rõ, đưa cả hai đối tượng gây án về xử lý. Người dân ở khu phố này đã yên tâm trở lại buôn bán làm ăn, ổn định. Lãnh đạo công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã kịp thời ghi nhận, biểu dương và khen thưởng cho tổ khám phá vụ trọng án này. Chương trình An ninh trật tự hôm nay xin tạm dừng ở đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập địa chỉ www.công an.daklak.gov.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, các đồng chí và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình này vào 8 giờ 15 phút tối Chủ nhật tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.